Rồi, hello anh em nha. Hôm nay mình chia sẻ cho anh em một cái bạn bệnh nha. Con Novo 5. Novo LX 5. Táo lỗi R-1. Chưa có lỗi rồi đấy. Rồi, xe đang báo lỗi R-1. Nha. Đồng thời mất xăng, mất lửa. Đây lửa, đây mất lửa rồi, xe không nổ luôn nha. Thì bây giờ em sẽ đo, cầm cái kia ta chọt qua dây sợi dây cầm này. Rồi em sẽ đo thông mạch dây sáu khóa của con ECM là thông mạch nha. Đây thông mạch nha. Rồi nhưng em chuyển qua em đo số vôn, chuyển qua thang đo 20 V, thì đây đồng hồ đây nó hiển thị chỉ có 2 V thôi, tuy rằng là thông mạch có nha, nhưng mà dây sau khóa nè, ở dây trước khóa nè, dây từ bình que đi xe là chỉ có 2 V thôi, là chốt ban lại. Và xe này là bị mo ve đường dây dẫn nha, bị sụt áp dây dẫn nha. Rồi bây giờ nè, em nối tắt từ cái cọc bình cho qua đây không, để mạnh vô đây. Rồi em sẽ đấu nối tắt từ cọc bình đỡ que cọc que chân IC, chân 12 V sau khóa của IC, 12 V sau khóa của IC nha. Đây rồi, tắt khóa, mở lên lại. Xe bây giờ có lửa, có xăng, có lửa. Về mạnh cho con. Có lửa chưa? Rồi vậy đâu rồi, để chọt lại. Rồi có lửa rồi nè, nó bị lỏng chỗ này nha, chưa ăn. Rồi bây giờ có lửa nè. À, xe nổ rồi nha quý vị. Em thẻ xe này ra tắt máy nè, thẻ ra coi. Rồi đó, rồi cắm nó lại, cắm mạnh cho lại. Rồi có lửa ha. Rồi chốt cái ban này lại là sợi dây chân số 1, 2, 3, 4, 5, 3. Chân số 4 của ECM dây nguồn sau khóa là bị mau ve nha. Tuy rằng là đo thân mạch là vẫn được nha. Rồi em chốt ban nha. Hết báo lỗi R-1 nha. Chúc anh em thành công. Anh em nhớ đo kỹ tục áp hoặc là dây dẫn nha.